Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp chiều nay của đài IBC với phần trình bày của Sương Ngô Viên Hà Anh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, Đức tăng việc sử dụng than đối phó với khủng hoảng năng lượng. Đức công bố những biện pháp khẩn cấp, trong đó có tăng việc dùng than đáp ứng nhu cầu năng lượng do nguồn cung cấp khí đốt từ Nga giảm sút. Để giảm thiểu việc tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn trong khâu sản xuất điện. Các nhà máy nhiệt điện than được sử dụng nhiều hơn. Hành động này diễn ra sau khi Moscow tuần qua giảm mạnh dòng khí đốt tự nhiên trong những đường ống của họ tới Tây Âu, khiến giá năng lượng tăng cao. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom giải thích việc lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream là bị giảm là do sửa chữa, nhưng giới chức Liên minh Âu Châu tin rằng Moscow thực tế đang muốn trừng phạt đồng minh của Ukraine. Hành động việc tăng sử dụng than là bước ngoặt không mong muốn đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, gồm có Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do, FDP, khi họ cam kết ngừng sử dụng than vào năm 2030. Thật cay đắng, nhưng đây là điều cần làm để giảm tiêu thụ khí đốt. Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức là Robert Habeck đã chia sẻ như trên. Mưa lũ càn quét miền Nam của Trung Quốc. Nhiều vùng ở miền Nam của Trung Quốc đã hứng chịu bão lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều thành phố và lở đất ở vùng nông thôn. Đường, phố, biển đã biến thành sông và một căn nhà, một tầng đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ ở tỉnh Quý Châu, miền Nam của Trung Quốc, hôm 18 tháng 6. Tại khu vực Trị Quảng Tây gần đó, 5 người dân thiệt mạng khi một căn nhà bằng gỗ đã bị phá hủy vì mưa lớn hôm qua. Các vụ lở đất và sập đường cũng được báo cáo. Các tỉnh như Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Hoảng Tây dự kiến tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài tới đầu tuần tới. Tại miền Nam của Trung Quốc thì những tuần trước và sau lễ hội Thuyền Rồng vào tháng 6 hàng năm thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam va chạm với khối không khí lạnh từ phía Bắc. Cơn bão mùa hè có cường độ lớn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Trung Quốc thường dễ xảy ra lũ lụt vào mùa hè, nhưng những năm gần đây thì nguy cơ ngày càng lớn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước cho sản xuất điện, tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được xem là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hồi tháng 7 năm 2021, hàng trăm người đã thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Trịnh Châu, thành phố có 12 triệu dân ở miền Trung của Trung Quốc. Nga đã nói Liên minh Âu Châu có thể sẽ tan rã ngay trước khi Ukraine gia nhập. Khung thời gian thực tế Ukraine có thể gia nhập Liên minh Âu Châu là năm 2050, nhưng liên minh này có thể tan rã trước khi tới thời điểm đó là điều mà Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định. Ukraine đã được hứa hẹn, và những lời hứa hẹn của Liên minh Âu Châu không chỉ được đưa ra với Ukraine, Georgia mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Medvedev còn nhắc lại việc Ankara nộp đơn xin gia nhập liên minh từ năm 1987, nhưng tới nay vẫn chưa được trở thành thành viên. Âu Châu hứa hẹn nhưng đi kèm điều kiện, vì Ukraine được cho sẽ trở thành một quốc gia tốt hơn, trong sạch hơn, ít tham nhũng hơn, phát triển hơn và tiến bộ hơn. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen thậm chí nói người dân Ukraine sẵn sàng chết vì giấc mơ Âu Châu. Song Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhận định, thời gian cụ thể chưa được ấn định, có nhiều điều kiện trừu tượng và không thể xác minh. Việc xác minh khách quan cũng là điều bất khả thi. Chúng sẽ được kiểm tra trong hàng thập niên và nhiều thế hệ lãnh đạo liên minh. Vì vậy, thời điểm thực tế cho việc gia nhập liên minh là giữa thế kỷ này, chứ không thể sớm hơn. Trong khi đó, thì tàu Bệnh viện Hải quân của Hoa Kỳ đến Việt Nam. Tàu Bệnh viện Hải quân của Hoa Kỳ tên USNS Mercy đến Phú Yên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Chiếc tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự của Hoa Kỳ hôm nay đã cập cảng Vũng Rô, Phú Yên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2022. Theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn hôm ngày 19 tháng 6, đây là chương trình nhằm tăng khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia thường niên lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 7 tại Phú Yên, quân nhân và nhân viên quốc phòng từ Úc, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ sẽ phối hợp cùng Việt Nam trong loạt hoạt động về chăm sóc y tế, xây phòng học mới và trao đổi chuyên môn liên quan đến quy trình ứng phó thảm họa. Ban nhạc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng sẽ biểu diễn cùng với các nghệ sĩ Việt Nam trong các chương trình giao lưu cộng đồng.
Ông Kim gọi đây là sự hợp tác thể hiện đoàn kết, giúp xây dựng lòng tin giữa các quốc gia và giúp phối hợp hiệu quả trong các trường hợp cùng tham gia ứng phó thiên tai hay là sự cố về thảm họa. Chở quá tải đi bù xăng tăng giá, nhiều chủ doanh nghiệp tài xế biết xe chở quá tải là sai nhưng nói không thể không làm vì giá nhiên liệu gia tăng, trong khi nhiều khoản chi phải trả. Anh Nguyễn Văn Thanh, 38 tuổi, sống tại Hà Nam, nhận lái xe tại Chợ Đất và đá cho một doanh nghiệp Hòa Bình hơn 2 tháng trước. Ngày nhận việc, anh được giao xe tải và nhìn qua nhận ra thùng xe được cơi nới. Nhưng làm người làm công ăn lương, anh không dám phàn nàn. Mỗi khi vào khu lấy đất đá, tài xế lấy múc xúc bao nhiêu vật liệu vào thùng thì xe tải chở đi bấy nhiêu mà thôi. Anh ngầm hiểu chở quá tải thì công ty mới có lời, mới có lương để trả cho tài xế. Và thắc mắc thêm sẽ bị đau đầu mà thôi. Nhưng cũng từ lúc nhận việc, anh luôn nơm nớp lo sợ bị cảnh sát dừng xe kiểm tra. Điều này khác hoàn toàn với trước đây khi anh chạy xe đông lạnh chở ít hơn hoặc là chở đúng với tải trọng quy định. Anh nói về cơ bản lái xe quá tải thì tai nạn xảy ra là do trình độ lái xe kém hoặc là do chạy ẩu. Giữa tháng 6, xe tải do anh Thanh điều khiển đã bị cảnh sát giao thông Hòa Bình kiểm tra. Thành thùng xe 150cm, cao hơn so với thông số ghi trong giấy chứng nhận kiểm định tới 22cm. Công ty chủ quản bị phạt 14 triệu, anh Thanh bị phạt 2 triệu rưỡi. Nghe xong khoản phạt, anh cũng thẫn thờ lo lắng vì không biết có công ty chịu trả tiền phạt cá nhân cho anh hay không. Nếu không thì các con lại mất vài hộp sữa. Chợ đêm Phước Lộc Thọ khai mạc mùa hè cho mọi lứa tuổi. Theo báo Người Việt, thì chợ đêm Phước Lộc Thọ vừa mở cửa hàng vào lúc 7 giờ chiều thứ Sáu ngày 17 tháng 6, mà chợ đêm Phước Lộc Thọ đã nhộn nhịp kín người ở mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ em, cũng tưng bừng xôn xao, cũng háo hức rộn ràng, thú vui sắp được cùng gia đình chia nhau món ngon đường phố mới ra lò. Thưa quý vị, chợ đêm Phước Lộc Thọ là báo hiệu mùa hè đã về với Lido Sài Gòn. Theo anh Terry Vũ ở Huntington Beach cho biết, chuyện đi chợ đêm Phước Lộc Thọ là nghi lễ đêm hè của hai vợ chồng anh. Từ hồi có chợ đêm thì vợ chồng của tôi chưa bỏ năm nào, thậm chí nhiều năm tụi tôi đi 5 đến 6 lần. Mà như vậy có nghĩa là tụi tôi đã bụng đói mà ăn cho đã miệng. Anh Terry đã vui vẻ chia sẻ, không khí mát mẻ, không gian rộn ràng, không gì vui hơn. Khu vực không quá ồn ào và không khí mát mẻ trong lành cũng là lý do vợ chồng của anh và bao nhiêu người khác thích đi đến chợ đêm Phước Lộc Thọ. Còn theo bà Tracy Dinh, đến từ Denver, Colorado, qua Santa Ana để nghỉ hè thì chia sẻ, tôi biết ở đây cái gì cũng đắt hết, nhưng mình đi ăn tiệm mà, thêm chút đỉnh cũng đâu có sao. Và cô cũng thích đem ba đứa con của mình ra đây để ăn tối. Ở đây thì có thể ăn đứng nhưng vui. Ở nhà hay vô tiệm thì ba đứa con của cô chỉ chúi đầu vào chơi game, không đứa nào nói gì ra hết. Ra đây coi vậy mà gia đình lại nói chuyện được với nhau. Vì vậy nhà của cô sẽ quay lại đây nhiều lần nữa từ giờ cho tới hết hè, rồi mới quay trở về Denver cho ba đứa nhỏ đi học. Từ nhiều năm nay thì chợ đêm Phước Lộc Thọ là một phần sinh hoạt mùa hè đặc sản của khu Lido Sài Gòn cho người lớn lẫn trẻ em, cả du khách lẫn dân của địa phương. Chợ đêm năm nay hóm hợp từ 17 tháng 6 cho đến 4 tháng 9, mỗi thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 7 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Thưa quý khán thính giả, và bản tin địa phương vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp chiều hôm nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin về sản phẩm xin mời quý khán giả liên lạc tới số điện thoại quen thuộc 714-892-5717 để biết thêm chi tiết. Tuyết Nha và Hà Anh xin kính chúc cho tất cả quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.